Thảo. Thảo. Ủa Quỳnh. Ủa sao tự nhiên trong nhà không ngủ, đi ra đây ngủ? Thôi bà im lặng, đừng có nói chuyện. Đi theo tôi. Ngồi xuống đi. Đéo này vô đi bà. Ủa, tôi đâu đi ra ngoài đường nắng nôi đâu mà bệnh này chi? Tại vì á, bà đi khám bệnh từ hôm qua tới giờ, cho nên là chắc chắn là bà phải bị bệnh nặng lắm đó. Trời đất ơi, bạn đi khám bệnh không biết hỏi han sức khỏe bạn làm sao, tự nhiên cái vô cái đưa cho cái này nè, rồi bịt cái miệng lại, giống như là người bị dịch bệnh rồi cần phải phòng rồi né tránh ra vậy đó trời. Không phải, tại vì tôi lo cho sức khỏe của bà con hàng xóm xung quanh đây thôi hà. Bà tốt quá ha. Giờ tưởng tượng mà tôi nói với bà sự thật đó, tôi bị thúi tay, thúi thịt, thúi chân, thúi toàn thân. Chắc bà trốn rồi luôn quá. Không có, tôi đâu có trốn mà. Bà ngồi im đó đi, bà đừng có xích theo tôi làm chi. Nắng nó hắt quá à. Tôi ngồi qua đó. Tôi thích ngồi đây dựa cho nó thoải mái. Đó, nghe chưa? Bạn bè mới thử lòng nhau có một xíu à, mà né cỡ đó đó. Thôi, hiểu rồi. Đi về. Ê, khoan đã. Không phải. Thì tôi muốn ngồi đây để tôi dựa thôi mà. Ủa, nhưng mà bà bị cái gì mà thúi tay thúi chân ghê quá vậy? Bị ăn chè á. Ai biểu chè cho cố vô làm chi? Giờ người sắp thúi, thúi tay, thúi chân, thúi toàn thân luôn. Ủa, khoan đã. Tự nhiên ăn chè thì có liên quan gì tới thúi tay, thúi chân đâu. Mà tôi cũng ăn chè hoài à, có bị gì đâu. Thì ngày hôm qua đi khám nè, người ta xét nghiệm kỹ dữ lắm. Người ta xếp tôi vô cái nhóm là đường huyết cao, tiền tiểu đường đó. Tôi thấy cũng không có liên quan gì tới chuyện ăn chè với thúi tay thúi chân hết trơn á. Ủa bình thường bà không có đọc báo hả? Trên báo chí người ta ghi rầm rầm á, là mấy người như tôi á là sẽ có nguy cơ bị tiểu đường đó. Mà tiểu đường nói nghe nha, là mai mốt á, thúi tay nè, thúi chân nè, rồi nặng nha, cục tay cục chân luôn á. Trời ơi, tự nhiên nhỏ bạn nó bệnh nó thúi như vậy mà nó sắp cục tay cục chân mà không có lo, không có thương, không có cảm động, mà tự nhiên đứa khóc cái đứa ngồi cười làm sao? Tôi bệnh bà vui lắm hả? Bà nói tôi hạn hẹp á, tôi thấy bà mới là hạn hẹp á. Tiền tiểu đường á không có phải là án tử như bà nghĩ đâu, có rất là nhiều cách để phòng bệnh và chữa bệnh. Thôi phòng với chữa cái gì nữa, như vậy là hết rồi, là chờ ngày nó thúi thôi. Rồi chờ ngày nó cục thôi. Không còn gì để nói được nữa hết á. Thôi, bà ngồi đó đợi tôi một xíu đi. Nè, đừng nói mang chè tôi ăn rồi cho thúi chỗ lẹ nha. Chè đó mà chè, ngồi im đó đi. Nè. Thì cái gì vậy? Đây, xin giới thiệu với bà, đây là sản phẩm Ala Bio. Là gì? Sản phẩm này á được sử dụng để hỗ trợ những người mới mắc bệnh tiểu đường hoặc là đang mắc bệnh tiểu đường. Đặc biệt á là những người mắc bệnh tiểu đường type 2 sử dụng sẽ rất là hiệu quả. Ủa vậy hả? Sản phẩm này á có bán tại hệ thống của Pharma City. Bà có thể ra đó mua về để sử dụng. Đâu tôi muốn coi coi. Tôi gửi lại đó. Sao vậy? Tôi sợ một ngày nào đó tôi không kìm được cái lòng ăn uống của tôi, rồi tôi ăn chè cho cố vô, tôi ăn bánh kẹo đồ ngọt cho nhiều vô. Trời ơi, rồi lúc đó tôi bị tiểu đường, rồi tôi bị cục tay, cục chân, rồi bị thúi toàn thân. Trời ơi, không được đâu. Thôi, được rồi. Nếu như bà không có tin tôi thì chắc chắn bà phải tin lời bác sĩ đúng không? Hả? Để tôi sẽ gọi bác sĩ cho bà nha. Alo, bác sĩ ơi.
Dạ chào bác sĩ. Dạ chào bác. Chào dạ, hôm nay á em có dẫn bạn em, bạn em có cần một số thông tin về bệnh tiểu đường á, mong là bác sĩ tư vấn giùm em nha. Rồi hai chị cứ hỏi đi ha. Dạ, vậy thì bác sĩ cho em hỏi là bệnh tiền tiểu đường với lại tiểu đường type 2 á, có cái chỉ số HbA1c là như thế nào vậy bác sĩ? Với lại mấy cái triệu chứng nó xảy ra như thế nào mà để dẫn đến là mình phải đi xét nghiệm rồi mình mới biết được căn bệnh của mình. Về cái chỉ số HbA1c ha, nếu như mà cái chỉ số nó từ 5.7% cho đến 6.4% là mình có khả năng là bị tiền tiểu đường, và nếu như mà nó trên 6.5% thì mình đã bị tiểu đường luôn rồi. Tuy nhiên thì cái chỉ số HbA1c này á thì mình phải thực hiện ở cái phòng xét nghiệm có cái huyết sắc tố lạnh thì mới đảm bảo được cái tính chính xác. Nên bác sĩ khuyên là nếu như hai chị có đi xét nghiệm thì hãy đến những cái cơ sở y tế được Bộ Y tế công nhận và thực hiện cái xét nghiệm thì kết quả nó mới chính xác nhất. Còn về những triệu chứng mà để mình thấy nghi ngờ tiểu đường, mình đi khám thì nó có 4 triệu chứng kinh điển là bao gồm khát nhiều, uống nước nhiều, cảm thấy chán ăn hoặc tự nhiên mình thấy thèm ăn nhiều lên, thèm ngọt mà ăn nhiều đồ ngọt hơn bình thường. Mệt mỏi, không giải thích được tại sao mệt mỏi. Cuối cùng là sụt ký, ăn uống vẫn được mà rất là sụt ký. Ngoài ra thì nó có những cái triệu chứng khác mơ hồ thôi, tại vì tiểu đường type 2 nó sẽ tiến triển rất là âm thầm. Đến khi nó có triệu chứng rồi thì lúc đó nó có khả năng được lượng đường huyết trong cơ thể đã quá cao rồi, nó mới gây triệu chứng. Thì những cái dấu hiệu tiền triệu để mình nghi ngờ có tiểu đường là cảm giác như tê đầu ngón tay ngón chân, cảm giác mệt mỏi không giải thích được, người lúc nào cũng mệt, sụt ký nhiều, hoặc là trước đó là mình đã có những cái bệnh lý khác như bệnh tim mạch, đặc biệt là bệnh huyết áp, hoặc là mình người nhà mình mà ai mà có hút thuốc lá thì cũng là một trong những cái nguy cơ mà dễ dẫn đến bệnh tiểu đường. Dạ. Nghe lo quá. Bác sĩ, vậy cho em hỏi là cái bệnh tiểu đường á là như thế nào bác? Bệnh tiểu đường thực chất là một cái rối loạn của cơ thể. Khi mà cái lượng đường huyết trong máu của mình nó cao hơn cái mức bình thường cho phép. Đường huyết là cái năng lượng của cơ thể để hoạt động, nó sẽ chuyển hóa thành năng lượng để mình hoạt động. Khi mà cái lượng đường này quá cao và dư thừa để lâu ngày thì nó sẽ gây ra bệnh tiểu đường. Và từ tiểu đường thì sẽ gây những cái biến chứng của bệnh tiểu đường. Ủa, vậy rồi cái bệnh tiểu đường type 2 á, là nó có gây nguy hiểm cho tính mạng của mình không bác sĩ? Dạ. Rồi cái cách điều trị là sao? Nhưng mà nếu mà lỡ mà mình không có điều trị đúng cách á, rồi nó có bị thối thịt rồi cục tay cục chân giống con Quỳnh bạn em nó đang lo lắng không? Dạ đúng rồi bác sĩ. Thật ra thì tiểu đường type 2 là một bệnh mạn tính, nên là nếu là đã là bệnh mạn tính thì nó sẽ không nguy cấp đến tính mạng ngay. Nhưng mà nếu như mình không điều trị thì nó sẽ dẫn đến những biến chứng như bác sĩ đã nói trước đó. Dạ. Thì cái biến chứng này khi mà để lâu dài càng không điều trị nữa thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái mạch máu và cái thần kinh. Rồi khi cái vết thương, mình có một cái vết thương xô xát ở đâu đó thì cái mạch máu nuôi nó đã bị biến chứng và nó đã thiếu máu nuôi, thì cái vết thương nó sẽ lâu lành hơn bình thường. Và khi lâu lành vậy mình để mình không điều trị nữa thì nó mới dẫn đến phải cục chân cục tay. Nên là tiểu đường thì nó sẽ không trực tiếp gây cục chân cục tay. Nên là mình phải tìm hiểu những cái thông tin nào mà từ chính thống, từ Bộ Y tế hoặc là từ những cái cơ quan nhà nước được cấp phép. Rồi, thì cũng đỡ lo xíu rồi. Dạ bác sĩ, em có nghe trên thị trường á có quảng cáo một số sản phẩm mà nó có cái chất cái gì aminolevulinic acid gì đó, mà không biết là trong cái chất đó nó có tác dụng gì á. Acid aminolevulinic đó, còn gọi là ALA, là một cái tiền chất nằm ở trong ti thể của tế bào, thì nó sẽ giúp chuyển hóa những cái lượng đường dư trong cơ thể, chuyển hóa nó tạo thành năng lượng tốt cho mình sử dụng. Từ đó thì mình sẽ ngừa được cái bệnh tiểu đường, cũng như làm giảm được cái mức đường huyết và những cái nguy cơ rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch kèm theo nữa. Về cách điều trị đái tháo đường type 2 á, thì nó có nhiều biện pháp phối hợp. Mình sẽ gồm có dinh dưỡng, ăn uống đúng cách, chế độ tập luyện thể dục, và thứ ba nữa là dùng thuốc đúng cách. Về dinh dưỡng thì mình sẽ thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh, gồm đầy đủ dưỡng chất nhưng mà vẫn không sợ bị tăng đường. Thì chế độ ăn này bao gồm là mình sẽ giảm cái lượng đường bột mà mình ăn vô mỗi ngày, cùng với đó là tăng cái lượng rau xanh,
Nó sẽ bổ sung cái chất xơ và vitamin cho cơ thể. Và cái lượng thịt cá thì mình ăn đủ nhu cầu hàng ngày. Còn về uống thì mình nên uống đủ nước lọc, mỗi ngày ít nhất 2 lít nước. Không sử dụng nhiều những cái nước tăng lực hoặc là nước ngọt mà có chứa nhiều hàm lượng đường cao quá nữa, thì sẽ khả năng dẫn đến bệnh tiểu đường. Còn thứ hai là về chế độ tập luyện thì mình tốt nhất mình nên bỏ ra 30 phút một ngày tối thiểu để mình vận động cơ thể. Có thể là nhẹ nhàng như là đi bộ nhanh, chạy bộ nhẹ nhàng chậm chậm, hoặc là tập thể dục thể thao, chơi một môn thể thao nào đó, hoặc là đi tập gym với cường độ cao, bơi lội, mà miễn sao mình vận động cho cơ thể mình nó toát hết mồ hôi ra trong vòng tối thiểu 30 phút. Đúng rồi. Nhưng mà bác sĩ ơi, cái axit gì mà lúc nãy bạn em nói á, em có nghe nói nha, là giống như là mình mà giống như là mình tiêm nó vô trong người hay là mình uống gì đó là nó sẽ góp phần đẩy lùi cái căn bệnh tiểu đường, đúng không bác sĩ? Thì như hồi nãy bác sĩ đã có giải thích. Dạ. Thì acid amino levulinic, tiền thân của nó là nằm ở trong ti thể. Thì cơ thể mình nó sẽ có tự sản xuất sẵn ở trong cơ thể rồi. Khi đến khoảng 5-17 tuổi á, thì là cái thời điểm mà cái nồng độ cái acid đó là cao nhất trong cơ thể, và sau đó nó sẽ giảm dần. Cùng với đó, nếu như cái mức đường huyết của mình cao á, nó cũng góp phần ức chế sản xuất cái acid đó. Thì mình phải bổ sung vô. Bác sĩ cũng dặn ha, là mình ăn cái nào nó cũng có điều độ vừa phải. Ủa vậy hả bác? Đúng rồi, nếu như thuốc, dù có thuốc bổ như nhân sâm mà mình dùng quá nhiều nó cũng thành có hại. Mà mặc dù mà kể như thuốc độc, khi mà mình đưa vô cơ thể với một lượng vừa phải nó lại có góp phần giúp chữa bệnh. Nhờ bác sĩ tư vấn vậy đó mà em với bạn em mới nắm được cái thông tin với cái hiểu biết thêm hơn về tiền tiểu đường với tiểu đường như thế nào. Giờ an tâm rồi, chứ coi kết quả xong lo quá. Mà bác sĩ nè, mai mốt mà người nhà em nè, rồi dòng họ em nè, hoặc là mấy người hàng xóm khu nhà em ở đó, lỡ mai mốt cần tìm hiểu thêm đó, chắc nhờ bác sĩ tư vấn giùm em đó nha. Không sao đâu, dù cho là chị, người nhà chị hay bất cứ ai, nếu có nhu cầu tư vấn về bệnh tiểu đường thì cứ alo bác sĩ nghe.